Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại tiếp tục lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em này. Em chào anh Hoàng Văn Hùng này. Như mọi ngày thì đầu live em xin chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày làm việc, một bữa trưa hiệu quả, ấm áp bên gia đình này. Em chào anh Dương Thủy nhé, chào anh Hoàng Văn Hùng này. Thả tim, thả like và những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh mới nhé. Số hotline em Hương sẽ ghim luôn trực tiếp vào đây, 0354602790. Rất mong sẵn sàng được tất cả sự hoan nghênh từ khách hàng nhà mình nhé. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này, chào bác Gia Hân, chào bác Phoi Lạm, Boy Lam Vũ Văn nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh mới nhé. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Eco Sport em về thêm 4-5 chiếc đời cao nữa này. Em chào bác Dương Thủy này, cảm ơn anh rất là nhiều. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Eco Sport này, Tucson máy xăng 2 cầu số tự động màu đen biển Hà Nội, máy số zin cũng có nhé. Đang về thêm Vios màu đen, Vios màu trắng và Vios màu bạc 2018 đàn đời cao thôi, 2017 cũng có ạ. Chúc em buổi trưa và nhiều niềm vui. Thời tiết hôm nay mưa rồi, chưa mưa anh ạ. Cơn mưa nhưng mà lại đang ganh mưa lắng lắm ạ. Vẫn phải đội nón đây này anh này. Chào anh Giai Đinh Hiếu nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em sẽ đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay cho các bác nhà mình nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em được không ạ? Facebook bóp tương tác quá các bác ơi. Chào anh Giai Nguyễn Minh Quân nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. 20 khách hàng rồi, mỗi bác cho em những lượt like, những lượt chia sẻ đi. 7 chỗ ngồi giá rẻ, em mới về thêm Chevrolet Orlando nhé. Nếu như tầm tiền trên 300 mà các bác muốn tìm một chiếc xe đẹp về hình thức, về ngoại thất, về máy móc thì em có cho mình một chiếc xe Chevrolet Orlando nhé. Innova đời cao cũng có này. Nhưng hôm nay mới về thêm một chiếc xe Chevrolet Orlando này. Cái nón thần thánh của em Hương chuẩn luôn anh ơi. Nón này đấu giá hơi bị nhiều tiền luôn. Một chiếc xe đăng ký 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Chevrolet Orlando. Orlando máy số zin và điều đặc biệt em này là số sàn các bác nhé. Số sàn đời cao đời 2017. Giá chào bán em đang bán là 380 triệu. 380 triệu cho một chiếc xe Chevrolet Orlando. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi với lướt sơn màu trắng đẹp biển 98 này, biển 17 luôn à, biển 98 nhé. 2017 380 triệu. Phanh Nga BS la răng thể thao xin nhan trên gương. Nếu như tầm tiền này các bác không thích sự với cái hình thức của Innova thì các bác có thể đổi sang Chevrolet Orlando, một trong những cái dòng xe siêu hiếm luôn các bác này. Rất là hiếm khi em mới về được Chevrolet Orlando nhé. Chào em Hương xinh đẹp, em cảm ơn bác Hải Tiến này, chào bác Long Giang này. Chevrolet Orlando máy số là số sàn nhé. Em này vẫn giữ nguyên được nội thất ghế da lỉ nguyên zin này, máy số zin đẹp và lướt sơn màu trắng này. Đấy, cập nhật liên tục rất là nhiều mẫu xe để các bác nhà mình quan tâm. Innova 7 chỗ có này, Chevrolet Orlando có này, ghế da lỉ nguyên các bác này, trần lỉ nguyên zin luôn. Em này với cái động cơ của em nó là động cơ trang bị là 1.8 thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 8 lít, 9 lít thôi ạ. Nếu như mà 8, 9 lít ạ, nó cũng tầm như Innova thôi. Không nhiều hơn Innova đâu ạ. Chào bác Vũ Hải nhá, nhiều xe đẹp quá. Cảm ơn bác Long Giang, chào bác Mai Hải nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Đầu đài nguyên bản này đầy đủ cho em rồi, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Chevrolet Orlando 7 chỗ ngồi với hai dàn điều hòa độc lập. Điều hòa của Chevrolet Orlando sẽ là ở đây nhé. Nếu như mà Innova ở trên, Orlando sẽ là ở dưới này. Phía dưới có 4 cổng sạc cho mình luôn. Máy số zin đẹp, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, số sàn rất là hiếm khi mà có Chevrolet Orlando số sàn trên 300 triệu mà đẹp như thế này nhé. Lướt sơn màu trắng đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Chào bác Lý Nguyễn nhé. Chevrolet Orlando và bên đây em còn có một chiếc xe nữa đây, mang tên là Ford Eco Sport. Một chiếc xe mà đẹp như lăn từ trong hãng ra các bác này, em có lên video chi tiết rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Eco Sport nhé. Biển 34 Hải Dương đời 2016 nhưng mà các bác ơi đẹp như lăn từ hãng ra. Thiếu mỗi cái hộp nữa thôi là các bác có thể sở hữu cảm giác đập hộp rồi. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Eco Sport đời 2016, động cơ trang bị 1.5. Hệ điều hành của em này là máy Eco nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Siêu tiết kiệm nhiên liệu có Eco Sport các bác đi này. Số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5, có máy có xe Eco đi đây nhá. Đây các bác nhìn này.
đầu đài nguyên bản, điều hòa auto, đề lổ thông minh, khởi hành start top. Màn hình giải trí thì em này đầu đài luôn nhé, chưa lên màn hình to, chưa lên màn hình cảm ứng đâu. Có túi khí an toàn. Và điều đặc biệt là đối với túi khí an toàn của EcoSport thì nó là quanh xe luôn, 8 túi khí an toàn. Có cửa sổ trời cho em. Một trong những dòng xe làm nên thương hiệu của dòng Ford đây ạ. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, đời 2016 em đang chờ bán với giá là 445 triệu. Bao hồ sơ các bác nhé, bao hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chào bác, chào anh Giai Hà Tùng này. Giờ mới lên sóng đã điên cơm làm sao được hả anh, giờ mới lên sóng anh ạ. Chào anh Giai Hà Tùng, chào bác Sáu Long, chào bác Nguyễn Thanh này, chào bác Kiều My, chào bác Dương Huyền Trang nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ, giờ mới lên sóng nhé. Mấy hôm nay Facebook nó bóp tương tác cũng định không like nhưng mà lại tiếc lại phải live stream các bác này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Bên cạnh chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport, em còn có một chiếc xe nữa đây. Captiva. Captiva đời 2008, số sàn động cơ trang bị là 2.4. Captiva biển 37 số sàn đây. Em đang bán chiếc Captiva số sàn này với giá là 208 triệu. Chúc shop và em Hương làm ăn 8386 ạ. 8386 tức là phát lộc phát tài đúng không ạ? Cảm ơn bác My Kiều rất là nhiều, cho bác Thơm Lê nhé. Bị bóp tương tác từ một tuần nay rồi anh ạ. Nhưng mà không sao. Vẫn có khách đến qua các kênh khác của em Hương nên không việc gì cả. Ít nhưng mà chất lượng anh nhé. Cảm ơn bác Thơm Lê này. Vô lăng thiết kế 4 chấu này, trên trần là trần nỉ nguyên zin sạch sẽ này. 2008 số sàn động cơ trang bị 2.4 có Captiva cho các bác nhà mình nhé. Một chiếc xe Captiva đời 2008 này, biển 37, biển 37 Nghệ An, nước sơn màu đồng cực kỳ đẹp luôn. Có Captiva cho các bác nhà mình tham khảo nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Ra bên ngoài đây thì em còn có một dàn xe mới về nữa đây. Rất là nhiều xe các bác nhé. Từ những dòng xe như là i10 này, một chiếc xe i10 với nước sơn màu trắng đời 2016 này, một em gái quốc dân luôn. i10 đời 2016 bản nhập với động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và em đang chào bán chiếc xe i10 với giá là 259 triệu. i10 này là bản đủ các bác nhé, không phải bản thiếu đâu, bản đủ 259 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 250 triệu bao hồ sơ. Có i10 bản đủ đi, nước sơn màu trắng này, có phanh ABS đầy đủ cho em rồi. Xin nhan trên gương và có phím mở một trạm thông minh nhé. Màn hình cảm ứng cỡ lớn này, có màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đề lổ khởi hành start top này. Thôi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào anh Giai Tạ Duy này. Vất vả lắm anh ơi. Nhiều lúc không nghĩ ra những cái đấy đâu anh ạ. Từ sáng đến giờ tiếp khách mà có lên like muộn anh này. Anh Hà Tùng cố gắng giúp em nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào bác Quang Thanh nào. Innova, em có Innova 2014, xe chuẩn tư nhân nhá. Form 2015. Đây để em sẽ quay cho các bác nhà mình ở bên ngoài nhá. Túc Sơn, bác nào hôm qua hỏi em Túc Sơn thì em chưa quay kỹ này, em quay kỹ Túc Sơn này. Một chiếc xe Túc Sơn 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2012, xe máy xăng biển Hà Nội xịn sò cho em, zin đẹp toàn xe luôn, 458 triệu đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2012, có Túc Sơn đi nhá. Đây ạ, một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc với động cơ trang bị là 2.0, 5 chỗ ngồi gầm cao. Giá chào bán là 458 triệu, mua trực tiếp trên Hà Nội, không qua khâu trung gian gì hết cả, mua trực tiếp của dân đấy các bác này. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, xi nhan trên gương đầy đủ rồi, phanh ABS, phím mở một trạm thông minh, có cửa sổ trời đầy đủ cho em ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Hải Dương bọn em thì lúc nào giọng cũng hơi lặng và hơi bị lái ngọng một chút anh nhé. Đặc trưng của Hải Dương ạ. Hà Nội người ta sẽ nói là hạ lội nhẹ nhưng em cứ phải lội lặng cơ, cứ phải là lội lặng cơ. Đây ạ, màn hình cảm ứng cỡ lớn này, đề lổ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ cho em rồi. Điều hòa auto tự động cho em ạ. Ghế da zin và ghế lái là ghế lái chỉnh điện đây ạ. 458 triệu một chiếc xe cột kéo nguyên zin, 4 cánh cửa cũng nguyên zin luôn. 458 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay còn 450 triệu em bao hồ sơ. Một chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đây ạ.
đầy đủ công nghệ và đồ chơi rồi. Xe đẹp, cô chủ xinh xắn, chào bán thì quá nhanh. Em cảm ơn anh Hải Tiến nhé, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Nguyễn Quang Sáu này, chào bác Hải Mạnh này. Bên đây em còn có một chiếc xe đây, nếu như không giới thiệu về tên thì nhiều bác nhìn lầm tưởng là Forte. Nhưng thực chất em này là Kia Cerato nhé. Kia Cerato đời 2009, số tự động đẹp. Em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 315 triệu. 315 triệu cho chiếc xe Kia Cerato nhé. Nhìn cái đầu của nó thì các bác tưởng nhầm là Forte. Đến bản thân em lúc đầu nhìn còn giật mình. Nhưng đây là Kia Cerato ạ. Một chủ sử dụng từ mới này, biển Hà Nội. Hà Nội phải nói nhỏ thôi, không các bác lại bảo là nói ngọng này. Biển Hà Nội các bác nhé. Số tự động đẹp, trên vô lăng có tích hợp các phím bấm này. Túi khí an toàn hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Một chủ sử dụng có Kia Cerato, 315 triệu đời 2009, số tự động đẹp. Phím mở một trạm thông minh, phanh ABS cả 4 bánh này, xi nhan trên gương. Và có cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi, Morning. Anh cứ bật em về nói ngọng đấy nhờ, Hải Dương này đi đến đâu phát là biết ngay là con gái Hải Dương anh ạ. Chào bác Hoài Mạnh, chào bác Tiến Nguyễn này. Innova 24-25 số sàn bản E còn chất không em? Em có một chiếc xe Innova đời 2014 nhưng mà form là 2015. Nếu mà nói về chất thì là đại chất luôn. Xe gia đình sử dụng. Và xe này là chạy chuẩn 10 vạn zin. Nói không với taxi dịch vụ và khoan đục. Nói không với tour order nhá, anh kêu cao phi nhá. Ôi, X-Bander của khách mà cứ tưởng của nhà mình. Thèm X-Bander chảy cái lức rãi ra. Mà không có X-Bander mà bán. Em chào anh Giai Bùi Tấn này, chào bác Cao Phi này. Đây bác Cao Phi ơi, em sẽ quay cho các bác nhà mình xem chiếc Innova 2014 nhưng mà form mới 2015 nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Lắng quá. Cầm một chị một tí. Mỏi tay quá. Đây anh Cao Phi nhá, Innova 2014 nhưng em này là form 2015. Xe tư nhân gia đình sử dụng này, vô lăng thiết kế 4 chấu này các bác nhìn này. Táp ni thì không hề khoan đục, 389 triệu. 389 triệu trần nỉ nguyên zin này. Đấy, form này là form của 2015. Nhìn đèn hậu phía sau là các bác biết rồi, form mới rồi, xe chuẩn tư nhân gia đình. Nếu như phát hiện ra kinh doanh taxi dịch vụ em trả, em tặng xe các bác luôn. Phát hiện ra lỗi cũng tặng xe luôn anh nhé. 398 triệu có Innova 2014, form 2015. Còn thương lượng thêm và còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Gầm bệ không mục mọt, máy số đại chất luôn. Có Innova 2014 và form 2015 nhé. Xin nhan trên hông. Nhìn nhìn tablo và nhìn vô lăng là các bác biết ngay là chất lượng xe rồi. Phanh ABS có đầy đủ cho em. Em này là biển 14 nhé. Biển 14 form mới Innova 2014 nên form 2015 cực kỳ đẹp luôn. Em chào anh Giai Bùi Tấn này. Chào bác Trần Buôn Dương à. Chào bác San Trần, chào bác Hữu Mai này. Cho nhìn mặt bà chủ tí, chào bác đồ cổ bình dân nhé, đợi em một chút nhé. Em like một chút, em sẽ cho các bác nhà em nhìn mặt để các bác nhà mình có thể nhìn được cái người bán hàng uy tín cho các bác nhé. Mấy hôm nay chủ tịch Hải Dương, cái này em không biết đâu anh Hà Tùng ơi, cái này không phải biết được. Túc Sơn màu đen là đời 2011, đăng ký 2012 bác Hữu Chỉnh nhá. Máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, biển Hà Nội chặn, màu đen đẹp, 2 cầu máy xăng số tự động đẹp bạn. Quay xem vô lăng xem cái em ơi, ok anh Mi Kiều nhá, sẽ quay trực tiếp vô lăng của chiếc xe Innova 2014 form 2015 để các bác biết được chất lượng của xe như nào. Xin nhan chân hông này, tay nắm cửa sơn xi sạch sẽ đây các bác này. Chỉ cần nhìn đi vô lăng thôi. Chỉ cần nhìn vô lăng thôi nhá anh Cao Phi này. Kết nối qua Zalo em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết nhất cho các bác nhà mình xem về từng mẫu xe mà các bác quan tâm nhá. Nhìn vô lăng này. Đẹp căng không một vết xước luôn. Đấy, trần lỉ nguyên zin, ba hàng điều hòa độc lập, củ số phanh tay sắc nét luôn. Táp ly táp lô nói không với khoan đục nhá. Có Innova 2014 form 2015 ạ. Xe cực đẹp luôn. Ô đâu em? Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào bác Trần Ngữ nhé. Bên cạnh chiếc xe Inlo Aquatuxin 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe EcoSport này, Ford EcoSport đời 2016 với động cơ trang bị 1.5. Nếu như tầm bây giờ các bác mà đang quan tâm về những dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Eco này. 4 chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao tầm trên 400 và 3 chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu luôn. Rất là nhiều Eco luôn nhé.
Chiếc xe EcoSport này cũng là đời 2016 này, và giá chào bán là 425 triệu. Lên màn hình cảm ứng OLED cỡ lớn rồi, đề lổ thông minh, điều hòa là auto tự động cho em. Chân vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi và khẩu lệnh này, túi khí an toàn quanh xe luôn, cửa sổ trời đầy đủ cho em, ghế da zin nhé. Giá chào bán là 425 triệu cho chiếc xe EcoSport 2016 này. Lên màn hình cảm ứng rồi các bác nhé. Phím mở một trạm thông minh, bản này là bản Titanium. Nếu nói về Eco thì phải được gọi là mệnh danh là ông vua đô thị rồi. Ông vua của đô thị rồi, cao dàn mát máy đi tiết kiệm nhiên liệu nhé. Nội thất là cực kỳ đẹp luôn. Một dàn lốp Michelin dày dặn cho em nhé. Có Eco 425 triệu. Em còn bao hồ sơ và bớt thêm cho các bác nhà mình này. Cảm ơn anh Bùi, anh Giai Bùi Tấn nhé. Chào em gái hơi lâu rồi mà không vào xem em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Lợi Trần này, chào bác Kiều Duy Điển này, chào bác Trịnh Tư nhé. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại này. Em chào chị gái Loan Đào. Để lại số điện thoại và bình luận phía dưới mẫu xe mà mình quan tâm thì em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình. Còn kết nối qua Zalo thì em có thể gửi hình ảnh video chi tiết em đã review về chiếc xe mà các bác quan tâm này. Thả tim, thả like và những đợt đăng ký mới cho em nhé. Ở đây em còn có thêm một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2017, các bác nhìn này, nước sơn màu đỏ đẹp này, biển Hà Nội. Gần như là cái biển số này mà thêm số 0 mà thay vào số 4 nó thì quá là tuyệt vời luôn. Mazda 3 đời 2017, em Lê Hương đang chào bán với giá là 535 triệu. Đời 2017, bản này có phanh tay điện tử và hai chế độ lái nhé. Mặt logo của Mazda form mới này nó sẽ khác này, nó sẽ ăn rời ra, nó không ăn vào trên lắp capo nữa mà nó rời xuống nhé. Nhìn form là biết là ngay là form mới rồi. Đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Xin nhan trên gương, một dàn lốp mới rồi. Mazda 3 em đang chào bán với giá là 535 triệu. Phanh ABS, phím mở một trạm thông minh này, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng luôn. Có Mazda 3 535 triệu. Còn thương lượng lộc lá và còn bớt cho các bác nhà mình. Chào anh Giai Ngô Hùng nhé. Em vẫn đang đợi tin của anh Giai Ngô Hùng về chiếc Tucson. Máy xăng 2 cầu đẹp zin từng con ốc luôn. Đẹp zin từng con ốc luôn ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào bác Hòa Bùi này. Đằng sau chiếc xe Mazda 5 chỗ ngồi em còn có một chiếc xe Tucson nữa này. Tucson màu đen vừa em có quay rồi. Ở đây sẽ là một chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp màu lâu cà phê nhé, hay còn gọi là màu Titanium đấy ạ. Em này có xi nhan trên gương, đèn bi salon và dải đèn nét. Đèn gầm cũng là đèn bi, biển 30, nước sơn màu lâu đẹp. Chiếc này là đời 2010 và em Lê Hương đang chào bán với giá là 438 triệu. 438 triệu có Tucson đi, còn bớt cho các bác nhà mình và gia lộc thêm, cũng như là bao rút hồ sơ nhé. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em, có Tucson. Tucson máy xăng 2 cầu, lên màn hình cảm ứng này, điều hòa auto cho em rồi. Có Tucson cho bác nào quan tâm về dòng 5 chỗ ngồi gầm cao. Chào bác Hòa Bùi, chào bác Lê Ngọc Công, chào bác Nguyễn Bá Sơn, chào anh Giai Cảnh Trần nhé. Và đằng sau chiếc Tucson này em có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Nhưng điều đặc biệt là trong một dàn cờ đuôi màu đỏ, màu trắng và màu đen thì em này là chiếc cờ đuôi màu đồng. Chiếc cờ đuôi màu đồng rất là đẹp luôn. Xi nhan trên hông có rồi, có luôn cả xi nhan trên gương. Cờ đuôi đời 2011, động cơ trang bị 1.6, phù hợp với những bác nào hợp màu lâu đồng này, hoặc thích cái màu lâu đồng này nhá. Bên ngoài là màu nâu đồng nhưng bên trong nội thất mở ra các bác nhìn này, cứng cáp đẹp như thế này. Màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi, vô lăng thiết kế 3 chấu này, và có túi khí an toàn cho em nhé. Đây, vô lăng các bác nhìn ở ghế da này, hai màu cực đẹp luôn, có túi khí an toàn đầy đủ cho em. Số sàn, động cơ trang bị 1.6 bản sedan, tầm giá phân khúc trên 200. Đẹp thế này mà giá chỉ có 245 triệu thôi. Em còn bớt và còn là bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Nếu như không cần bao rút hồ sơ em lại bớt tiếp các bác nhé. Chevrolet cờ đuôi, độ lên Nippo, nước sơn màu đồng, bản sedan 2 đầu. Sơn si sánh bóng này, sơn si là sáng bóng luôn. Lên màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi, có Chevrolet cờ đuôi 2011 nha các bác nhé. 245 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 235 triệu, em bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ cho các bác nhà mình luôn ạ. Chào bác Cường Nhất này, chào bác Trần Hữu Hiến này, chào bác Hải Lê. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình nhé. Anh Cảnh Trần ơi, Vios có đời 2010 và 2011 đấy anh ạ.
một chiếc xe Vios bản limo đời 2011, động cơ trang bị 1.5. Em này là bản limo nhưng nâng lên thành e rồi. Em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Nước sơn màu trắng đẹp, nội thất máy móc sơn si sạch đẹp rồi. Giá là 200 triệu, nếu như các bạn nào chốt em để cho mình còn 200 triệu tròn. 210 triệu đồng còn 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios nhé. Thay một chiếc xe máy đi cho em. Đi dòng Toyota Vios thì cực kỳ là lành luôn. Cực kỳ là lành luôn, không lo về chi phí sửa chữa hay là ăn xăng quá là nhiều đâu ạ. Bên cạnh chiếc xe Vios này, em lại có thêm một chiếc EcoSport đời 2015. Em có Eco 2015 và Eco 2016 nhé. EcoSport đời 2015 với lớp sơn màu nâu titanium. Em đang chào bán với giá là 415 triệu. Biển 11, xin nhan trên gương. Em này cũng là bản titanium cao cấp, sẽ có trang bị cửa sổ trời này, 8 túi khí an toàn, đề lỗ thông minh, đầu đài có cái màn hình bé bé như thế kia rồi nhé. Chân vô lăng tích hợp các phím bấm này. Điều hòa của em này sẽ là điều hòa auto tự động cho em ạ. 415 triệu, chốt trên livestream còn 405 triệu. Bớt luôn 10 triệu đồng cho những bác nào quan tâm về mẫu xe bên em. Và giá chốt trên livestream bao giờ cũng là giá chốt tốt nhất các bác nhé. Thả tim, chia sẻ lên và đăng ký kênh đi để được mua xe với giá đẹp đi ạ. Em chào anh Đỗ Tưởng, chào bác Hiếu Mon, chào bác Kiên Đỗ nhé. Và bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe Kia Rio thì em có Kia Rio này. Kia Rio, à em xin lỗi, có bán tải nhé. Bán tải chi tông này, bác nào đang quan tâm về bán tải chi tông thì em có này. Bán tải chi tông biển 29 này, đến từ thương hiệu Mitsubishi. Chi tông đời 2016 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.5. Em đang bán chiếc chi tông 2016 máy số zin này, lên thùng cao này, với giá là 469 triệu. Lên màn hình cảm ứng Bilotic cực lớn rồi. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm. À em này chưa có phím bấm trên vô lăng. Em đây các bác này nhìn này, màn hình cực lớn nhá, có đề lỗ khởi hành start top, trần nỉ nguyên zin, ghế da hai màu. Em này là một cầu số tự động, cần số rích rắc nhá. Lên cả thùng cao rồi, các bác về không phải làm thùng nữa đâu ạ. Không phải làm thùng nữa đâu, lên thùng cao rồi. 469 triệu còn 460 triệu em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Có bán tải chi tông, một trong những dòng xe bán tải hay còn gọi là ông vua địa hình đây. Địa hình nào xấu thì đã có bán tải đi các bác nhé. Địa hình nào xấu thì đều có thể đi bán tải cho em ạ. Em chào bác Khánh Nguyễn, chào bác Mai Hà Mạnh này. Thả tim thả like đây nào. Chào anh Giai Hoàng Long nhé. Chào bác Cảnh Tú Đan Chi này, chào bác Kiên Đỗ nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em tư vấn này. Comment mạnh lên nào, thả tim thả like mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Bác nào mà đang quan tâm về những dòng xe Spark thì em có Spark tập lái cho mình này. Một chiếc Spark với lớp sơn màu trắng đẹp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đời 2010, biển 20A nhé. 5 chỗ ngồi em còn có Spark đây. Đời 2010, động cơ trang bị 0.8, ăn xăng như là ngửi luôn. Một chiếc xe mà chưa đến 100 triệu nhưng các bác nhìn này. Máy số cực kỳ chất luôn, màn hình đầu đài có màn hình nghe nghe nhạc giải trí cho em nhé. Không phải là cảm ứng nhưng mà cũng đủ để mình nghe nhạc radio này. Trần bọc da 5D, vô lăng sạch sẽ gọn gàng rồi. Nội thất cũng sạch, tươi mới, không hề bị rách hay là vỡ nhé. Mà giá chỉ có 98 triệu thôi, chưa đến 100 triệu. Là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Đi gia đình, mua cho vợ đưa đón con hoặc các bác có thể đi gia đình nhé. Nhiều khu vực vùng sâu hơn, vùng xa hơn, người ta vẫn còn chạy dịch vụ bằng chiếc xe này. Nên là xe này vẫn còn đi được xa các bác nhé. Nhiều bác cứ no là không đi được 100-200 cây, đi liên tục 200-300 cây bình thường cho em ạ. Điều hòa mát lạnh, đơn giản là em này nó là xe tập lái nhưng mà máy số nó đại chất Spark mà. Dòng tre và đét rất là lành luôn. 98 triệu có Spark đi ạ. Chào bác Bình Bạch này, chào bác Trương Hữu Quỳnh, chào bác anh, chào anh Giai Cường Móm này. Chào anh Nguyễn Đức Anh nào. Thả tim thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi ạ. Bên cạnh chiếc Spark đây ạ, em còn có một chiếc xe Kia Rio. Nếu như bác nào đang quan tâm về dòng xe nhập Hàn nguyên chiếc đến từ thương hiệu Kia thì em có Kia Rio nhé. Kia Rio đời 2015 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4. Em này là số tự động, giá chào bán là 379 triệu. 379 triệu có Kia Rio nhập Hàn. Và em mới về thêm một chiếc xe Kia Rio đời 2015 nữa nhưng số sàn, giá chỉ có 308 triệu thôi. Ừ.
Nếu như bác nào mà thích Zio nhá, mà số sàn không ưng thì em còn có cả Kia Zio số, à số tự động không ưng mà còn có cả số sàn nhá. Chiếc số sàn này là 379 triệu, chiếc số tự động này là 379 triệu, số sàn chỉ có 308 triệu thôi, bằng một chiếc xe i10, nhưng các bác có thể sở hữu một chiếc xe nhập Hàn cực kỳ đẹp luôn. Kia Rio 2015 động cơ trang bị 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc 379 triệu, lên đèn bi salon xin nhan trên gương, số tự động đẹp nhá. Một dàn là nội thất là dày dặn này, phanh ABS xin nhan trên gương, độ lên mang cá và vây cá đầy đủ cho em rồi. Có Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc số tự động, màn hình cảm ứng đầy đủ cho em này. Trên vô lăng có nhớ ga tự động Cruise Control này, đề lổ thông minh, nội thất các bác nhìn này, sạch sẽ gọn gàng, số tự động đẹp. Với nước sơn màu trắng thì hai vợ chồng không hề kiêng quá về nhiều về màu về mệnh đâu ạ. Kia Rio 379 triệu, chốt trên livestream còn 370 triệu. Hồ sơ em vẫn rút cầm tay cho các bác nhà mình. Em chào bác Đỗ Thỏa Đỗ này, chào bác Ngô Chiến, chào anh Lê, bác Lê Tú, chào bác Lý Tiền. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nhá. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, em Hương sẽ kết nối trực tiếp qua Zalo. Xe đẹp quá em Hương ơi, cảm ơn anh Yuso. Không biết đọc tên luôn, rất là nhiều lần bình luận nhưng em chưa biết đọc tên như nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Kia Rio nhập Hàn, nước sơn màu trắng đẹp, có 370 triệu là giá chốt trên livestream và bao hồ sơ. Và bên cạnh chiếc xe Kia Rio đấy này, em còn có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009, một trong những cái dòng xe bản nhập khẩu mà giá rẻ, số tự động, nhiều công nghệ đồ chơi. Biển 24, nước sơn màu đen đẹp, gầm có đèn gầm này, đèn halogen, xi nhan trên hông, na răng 5 chấu thể thao dạng phay. CDX 2009 đang có cửa sổ trời cho em. Em đang bán chiếc xe CDX này với giá là bao nhiêu ạ? 238 triệu. 238 triệu đề lổ thông minh, điều hòa ghế và sấy sưởi ghế hai vùng, ghế da zin nguyên bản hai màu, cửa sổ lắp có rồi, túi khí an toàn. Động cơ 1.6 nhá, có CDX số tự động đi ạ. Em đang chào bán với giá là 238 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 230 triệu. Anh trai Trương Nguyễn ơi, cảm ơn anh rất là nhiều. Lúc nào cũng là mồm to nhất luôn, lúc nào cũng là phải nhiệt huyết phải cháy luôn anh nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. 230 triệu là có CDX đi nhá. Biển 24, nước sơn màu đen, mặt ga lăng nhìn không khác gì một chiếc xe mẹc luôn, nhìn độ lên quá là đẹp luôn ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Bên cạnh chiếc xe CDX màu đen, em còn một dàn CDX và La City nữa này. Một chiếc xe CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011, bản nhập đây, em đang bán với giá là 259 triệu. Có thể nói rằng CDX là một trong những cái dòng xe rất là dễ mua đúng không ạ? Tầm tiền dễ mua, sơn xi, nội thất, máy số đi đại chất cho em luôn. 259 triệu đời 2010, đăng ký 2011. Biển 29 thả lội này, đèn halogen có đèn gầm, la răng 5 chấu dạng phay, xin nhan trên hông đầy đủ rồi. Đầy đủ phanh ABS nhá, tay nắm cửa lẹp, chân kính nguyên zin luôn. Đây ạ, em này thì lên màn hình rồi. Em này thì có màn hình cảm ứng cỡ lớn này, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế, ghế da zin này. Trên vô lăng có tích hợp các phím bấm và có luôn cả đề lổ thông minh nhé. 250 triệu cho một chiếc xe CDX, chốt trên livestream ngày hôm nay cho em đi ạ. Chốt trên livestream ngày hôm nay có CDX đời 2010, đăng ký 2011, phía sau xe độ lên Nippo. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ cho em rồi ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Đây là dòng xe hai chỗ, là dòng xe sedan hai đầu, số tự động rẻ mà các bác có thể tham khảo để đi gia đình, đi chơi, đi dịch vụ đều ok này. Và bên cạnh nữa là một chiếc xe có thể nói là 5 chỗ ngồi, số tự động rẻ nhất mà đến từ thương hiệu Kia Morning mà em đang có nhé. Một chiếc xe Kia Morning đời 2007, số tự động các bác ạ, số tự động nhé, không phải số sàn đâu. Số tự động đẹp, biển là 29, biển Hà Nội 4 số, một chủ từ mới này. Một chủ từ đầu có Kia Morning số tự động đi ạ. Nước sơn màu xanh ngọc, các bác có thể đi gia đình mua cho bà xã nhà mình đều ok nhé. Kia Morning sơn xi sạch sẽ, máy số cực kỳ chất luôn. Túi khí an toàn đầy đủ, còn nguyên ghế lỉ nguyên zin đây. Ghế lỉ nguyên zin có Kia Morning đi ạ. La răng 5 chấu dạng xoáy cho em. 175 triệu, chốt trên livestream còn 170 triệu.
em vẫn bao hồ sơ cho các bác nhà mình nếu quan tâm về Kia Morning đây ạ. Có Kia Morning. Còn nếu như màu xanh mà không hợp phong thủy thì lên một chút nữa. Em có Kia Morning bản nhập khẩu nhá, nhưng giá cũng chỉ có 230 triệu thôi. 230 triệu cho một chiếc xe Kia Morning bản nhập, động cơ trang bị 1.0. Và em này cũng là số tự động này, biển 15 Hải Phòng, đèn bi salon và có đèn gầm đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em luôn ạ. Một chiếc xe Kia Morning bản nhập giá chào bán 230 triệu. Có đề lổ thông minh, số tự động đẹp, màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi, la răng 5 chấu dạng hoa nhé. 230 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay, còn 220 triệu. Em vẫn bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Các bác chỉ việc thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em thôi ạ. Còn nếu như bác nào mà đang quan tâm về dòng xe Toyota Vios, một trong những xe quốc dân, thì em có Toyota Vios đời 2017 này. Phía sau có đèn gầm và đèn hậu sáng choang luôn, bản E, sơn si sạch đẹp, form mới, máy trắng nhá. Vios 2017, số sàn em đang bán với giá là 385 triệu. 385 triệu xe tư nhân Hải Dương sử dụng này, lên đầy đủ hết đồ chơi rồi. Biển 34 các bác nhìn Vios này, Vios form mới máy trắng đời 2017, em đang bán với giá là 385 triệu. Còn bớt còn thương lượng thêm. Nội thất máy số đại chất cho em luôn ạ. Nội thất bên trong màu kem nhá. Màn hình là màn hình vừa thôi, không phải màn hình siêu to khổng lồ đâu, nhưng cũng đủ để mình nghe nhạc giải trí các bác nhé. Ghế da kem này, củ số phanh tay sắc nét nhé. Dòng Toyota Vios là một trong những dòng xe quốc dân rồi, không phải quảng cáo quá là nhiều đâu ạ. Bản này cũng có cho em là 4 phanh ABS chống bó cứng nhé, không phải hai bánh trước đâu mà là 4 bánh ạ. Có Toyota Vios 2017 màu đen nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đây nào. Chào bác Nguyễn Văn Dần, chào bác Nguyễn Tấn, chào bác Nguyễn Ngọc nhé. Tuyền Ngọc này. Đi sâu hơn nữa vào đây thì em còn có một chiếc xe Innova nữa này, biển 30A. Có hai chiếc luôn, một chiếc biển 14, một chiếc biển 30. Chiếc xe Innova này cũng được sản xuất vào năm 2014. Động cơ trang bị 2.0, xe 8 chỗ ngồi đây. Nhìn về hai chiếc xe này thì tương đương nhau. Đây ạ, có cả Innova biển 30 nữa nhá. Em này cũng là 398 triệu có Innova đi. Đầu đài nguyên bản luôn, vô lăng củ số sắc nét cho em. Có Innova đi rồi. Và đằng sau là những dòng xe như đây. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển 89 này. Chevrolet cờ đuôi đèn halogen, có dải đèn led đầy đủ, xi nhan trên gương. Chiếc cờ đuôi đời 2015, máy số zin, em đang bán với giá là 295 triệu. Chevrolet cờ đuôi máy số zin 295 triệu, còn bao hồ sơ các bác nhé. Nước sơn màu đen đẹp, bản sedan 2 đầu, ghế da nội thất đẹp, màn hình cỡ lớn có đầy đủ cho em. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi với xi nhan trên gương đầy đủ nhé, đời 2015 ạ. Thời tiết không ủng hộ em gì cả, thời tiết không ủng hộ mà các bác cũng không vào ủng hộ em luôn cơ. Facebook cũng không ủng hộ em cơ, bóp tương tác của em nhiều quá cơ. Chào chị gái Kim Cúc này, chào bác Nguyễn Tuấn, chào bác Nguyễn Văn Dân. Anh Trương Nguyễn ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Chắc là quay vài chiếc xe nữa là em cũng sẽ dừng buổi like thôi. Ở đây em còn có một chiếc xe i10 nhé, i10 đời 2016 này. Bác nào mà đang quan tâm về dòng xe Hyundai i10 mà đặc biệt là bản sedan 2 đầu và yêu thích hoặc là hợp với màu đen thì em có i10 này. i10 đời 2016, số sàn bản nhập với động cơ trang bị 1.2. 1.2 tức là bản đủ các bác nhé. Xi nhan trên gương, tay nắm cửa, phanh ABS, túi khí an toàn đầy đủ cho em ạ. 295 triệu cho chiếc xe Grand i10 đời 2016 này, bản đặc biệt, bản đủ màu đen đẹp nhé. Có bản đặc biệt đầy đủ màu đen đẹp này. Và dưới 200 triệu mà các bác muốn mua xe bản sedan 2 đầu, đặc biệt là chiếc xe Lacetti SE bản nhập thì em có luôn nhé. Lacetti SE bản nhập đời 2009 này, động cơ trang bị 1.6, biển 37, Nghệ An. Em đang bán chiếc này với giá là 199 triệu. 199 triệu là có Lacetti SE đi các bác nhé. Đây ạ, 199 triệu bản sedan 2 đầu. Màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi, bác chủ cũ còn cẩn thận bọc hết ốp mạ vân carbon quanh xe để không bị xước nhé. Đây ạ, 199 triệu là có cho các bác nhà mình một chiếc xe Lacetti SE đi ạ. Em chào anh Nguyễn Giắc Kỳ này, chào anh Trần Thanh Thoại, chào bác Nguyễn Văn Bình, chào bác Nguyễn Trọng Dung. Bên cạnh chiếc Lacetti thì em còn có một chiếc xe gì nữa đây? Đây là một chiếc xe Accent, Hyundai Accent đời 2019, số tự động đẹp,
động cơ trang bị 1.4, xi nhan trên gương, cảm biến va chạm đầy đủ rồi. 495 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent biển 34 nhé. Đèn bi salon có giải đèn led và đèn gầm đầy đủ rồi. Bớt luôn 10 triệu đồng trong buổi báo giá ngày hôm nay. Là có la sẽ có Accent đi với giá là 485 triệu. Em vẫn còn bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Và bên cạnh chiếc Accent là một chiếc xe Avell, đời cao, giá rẻ thì có thể mua Avell các bác nhé. Chevrolet Avell đời 2015, động cơ trang bị 1.5 số sàn biển 14 này. Avell màu đồng bản sedan em đang bán là 225 triệu. 225 triệu Avell đời 2015 các bác nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Ở đây em còn có một chiếc xe biển 24 nữa đây. Một chiếc xe cờ rui, nếu như trong một dàn cờ rui số sàn thì đây là chiếc xe cờ rui số tự động duy nhất hiện tại em Hương đang có này. Chevrolet cờ rui đời 2011 số tự động. Em đang bán chiếc cờ rui bản đặc biệt có cửa sổ trời này là 275 triệu. Động cơ trang bị 1.6 nhá, có Chevrolet cờ rui số tự động 275 triệu đây ạ. Có Chevrolet cờ rui đi. Chào anh Chiến Nguyễn, chào anh Tặng Viết nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nếu như quan tâm về mẫu xe nào bên em. Thả tim, thả like và để lại số điện thoại nhé. Bác nào đang quan tâm về Santa Fe thì em có một chiếc xe Santa Fe 7 chỗ ngồi số tự động bản nhập khẩu nhé. Santa Fe đời 2007 với động cơ trang bị 2.2, nước sơn màu đen đẹp. Hạ 380 triệu 380 triệu cho một chiếc xe Santa Fe số tự động đăng ký 7 chỗ ngồi đây ạ. Xin nhan trên... Em này là có đèn bi salon này, có giải đèn led, đèn gầm đầy đủ rồi. 7 chỗ sổ, ngồi số tự động gầm cao đây nhé. 380 triệu bản nhập khẩu và 2.2 nhé. Màn hình cảm ứng cỡ lớn này, điều hòa auto, đèn pha tự động này. Số tự động với cần số rích rắc nhé. Sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Có 380 triệu thôi ạ. 380 triệu. Em còn bớt cho các bác nhà mình. 7 chỗ ngồi có Santa Fe đây ạ. Em chào bác Hà Nguyễn nhé, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Trên 100 đầu xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe như Mercedes 250, Mercedes 250 số tự động bản nhập em cũng đang bán với giá là 379 triệu. Có Mercedes 250, một trong những dòng xe phân khúc hạng sang, nhiều công nghệ và nhiều đồ chơi nhé. Nhìn bộ la răng thôi đã phải biết là ăn chơi rồi các bác ạ. Bản nhập em này còn là bản blue cơ, bản full cho em nhé. Và ở đây bác nào đang quan tâm về chiếc xe Kia Morning màu trắng thì em có này. Kia Morning màu trắng đời 2016 em đang bán với giá là 215 triệu. Nhìn bộ la răng bác chủ ốp lên quá là bờ linh lấp lánh luôn. Kia Morning đời 2016 em đang bán là 215 triệu. Bao rút hồ sơ còn 205 triệu thôi ạ. Bớt 10 triệu đồng trên livestream ạ. Chào bác Hồng Vũ Hồng Chiến, cho anh Giai Hà Nguyễn nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning thì em còn có một chiếc xe Hyundai i10 màu đỏ ở đây. i10 đời 2014 bản nhập Ấn em đang bán với giá là bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu cho một chiếc xe Grand i10 đời 2014 biển 17 Thái Bình nhá, nước sơn màu đỏ đẹp. Động cơ trang bị 1.0 có i10 đi. Hyundai Accent em có 2019 và bây giờ là một chiếc xe 2018 này. Accent số tự động đời 2018 em đang bán với giá là 468 triệu. 468 triệu có Hyundai Accent đi. Vios đời thấp thì em có một chiếc xe Vios đời 2009 nhé. 2009 bản E-Sin, không phải là bản Nemo đâu, mà Vios bản E-Sin em đang bán là 210 triệu đồng. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình chiếc xe này với giá là 200 triệu tròn có Vios màu đen đi ạ. Vios màu đen 2009 này 1.5 nhé. Và cuối cùng có lẽ là trong buổi live ngày hôm nay em sẽ báo giá về chiếc xe Hyundai Accent. Accent biển 29 Hà Nội đời 2011 với động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 345 triệu. Em này thì vẫn là máy số nguyên zin này, ghế da nguyên zin. Nếu như với cái tầm tiền trên 300 một chút mà các bác đang lăn tăn tìm cho mình một chiếc xe sedan 2 đầu, máy số zin, không đâm xô và không ngập nước, thì các bác có thể tham khảo cho em chiếc xe Accent nhé. Một trong những cái dòng xe đình đám luôn là Hyundai. Và Accent là làm lên thương hiệu của Hyundai luôn các bác này. Bác chủ cũ vẫn giữ được ghế da zin nguyên bản này, trần nỉ nguyên zin. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, có màn hình rồi. Vô lăng này đẹp này,
củ số phanh tay hay là phần táp ni táp lô thì nó không hề bị có lỗi gì cả, không một lỗi nhỏ luôn. Hyundai Accent em đang chào bán với giá là 345 triệu, bớt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay chiếc xe này còn bao nhiêu ạ? Còn 330 triệu, bớt cho các bác nhà mình 15 triệu đồng trên livestream riêng chiếc xe Hyundai Accent. Máy số zin, một máy số zin, nội thất ghế da zin nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Có Hyundai Accent 345 triệu, còn 330 triệu, giá cực sốc luôn các bác nhé. Các bác nhìn này, đẹp căng luôn. Bao Tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình đối với chiếc xe Hyundai Accent của em Hương đây ạ. Vẫn bao Tết hãng nhé. Máy số zin, nội thất zin, phanh ABS xin nhan trên gương, nói không với đâm xô và ngập nước nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Còn bên cạnh chiếc xe Hyundai Accent sẽ là một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2014 này. Động cơ trang bị 1.4, em đang bán với giá là 380 triệu. 380 triệu còn 370 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Biển 30F, số tự động đẹp, bản sedan, máy số zin, xe nhập Hàn nguyên chiếc, có Kia Rio đi ạ. Và trong buổi chiều ngày hôm qua thì em mới về thêm một chiếc xe Innova. Innova đời 2015 với động cơ trang bị 2.0, số sàn xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Đây là chiếc xe Innova duy nhất hiện tại 2015 với lớp sơn màu vàng cát mà em đang có này. Biển 30F này, nhìn na răng, nhìn xi nhan trên gương, form Innova 2015 đây ạ. 410 triệu đồng có Innova 2015 màu vàng cát các bác nhé, màu vàng cát ạ. Còn nếu với cái tầm tiền mà 400 hoặc hơn 300 mà các bác muốn tìm chiếc xe 7 chỗ ngồi số sàn mà hình thức nó đẹp hơn, máy số nó khỏe hơn thì em còn có cả cho mình một chiếc xe Chevrolet Orlando nhé. Chevrolet Orlando số sàn đời 2017 nhé, đời cao hẳn hơn nhưng giá lại mềm hơn này. Đời 2017 nhưng giá chỉ có 380 triệu thôi. Chevrolet Orlando với lớp sơn màu trắng đẹp, động cơ trang bị là 1.8 nhé. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, vẫn giữ được nguyên ghế da lỉ, nguyên zin của xe. Máy số zin đẹp luôn ạ. Những dòng xe tập lái bên em thì có Matiz và Spark, giá chỉ từ 58-90 triệu. Nói chung là với tầm kinh tế 100 triệu quay đầu là bác có thể sở hữu cho mình rất nhiều dòng xe tập lái nhé. Chào bác Hương Xuân, chào bác Phạm Văn Phúc này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Em chào anh Phúc Phạm Văn Phúc này, chào bác Xuân Cường, chào bác Nguyễn Linh, chào bác Lường Văn Phương ạ, đúng không ạ? Thả tim, thả like và những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Innova em có anh Phương Văn Lương nhá, Innova em có luôn ạ, rất là nhiều Innova đời cao. Đời 2012, đăng ký 2013, đời 2014, form 2015. Không biết anh Lương Văn Phương quan tâm về Innova đời tầm bao nhiêu ạ? Em chào anh Thành Công nhá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá cũng như là lên sóng hơn 100 đầu xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe như Vios này, Innova này, xe gia đình sử dụng luôn, nói không với dịch vụ luôn nhá. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Anh Đường Văn Phương ơi, anh để lại số điện thoại và kết nối qua Zalo, em sẽ gửi cho anh hình ảnh này, video chi tiết em đã review về Innova nhé. Chào anh Vũ Khắc Toàn ạ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin được đăng ký kênh này, những lượt chia sẻ này. Và đừng quên vào 11:30 ngày mai em sẽ lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em nhé. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình. Còn bây giờ thì em cũng livestream được 1 tiếng đồng hồ rồi. Xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi trưa ngày mai. Bác nào quan tâm thì có thể kết nối qua Zalo 0354602790 và có thể đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và nhớ rằng alo trước cho em để được mua xe với ưu đãi các bác nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Innova 209 2010 ạ. Dạ, kết nối Zalo em gửi video cho anh nhé. Bây giờ em đang có khách đến chợ xem xe thì một chút em sẽ quay cho anh nhé. Kết nối qua Zalo cho em nhanh nhé. Xin chào các bác nhà mình ạ.